Thời tới rồi á. Nhanh lên nè. Ủa? Gì vậy? Đồ ăn thằng này à? Cứ liệu cái đàn hồi đấy. Chắc con nó phòng lên rồi mẹ. Sao đó được. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hằng. Anh Hải. Mình gặp nhau là do nhân duyên. Trời cao đã chứng kiến số phù thế. Đêm nay ban động thuyền. Nguyện cùng nhau vượt qua phong ba. Hằng. Em có biết anh nhớ em lắm không? Em cũng vậy. Nhưng mà chắc em không về với anh được đâu. Em cứ tin ở anh. Về làm cô giáo dạy âm nhạc con anh nhá. Về nhà anh em sợ chị xen lắm. Vậy em không muốn thay đổi với anh à? Vậy thì thôi. Anh Hải. Em về với anh. Thế thì đi. Sao mà đó được. Lần này cứ tin ở anh nghe chưa? Có chắc không anh? Thôi em không tin ở anh thì em về đi. Em đã bỏ nghề theo anh rồi mà anh còn bắt em về à? Anh hết thương em rồi. Thôi, nín anh thương. Thôi bây giờ đi vào nhá. Vâng. Nghe anh là được. Em để ý cho anh ký một tí nhá. Điện quyết đợt này nó làm sao, cứ kiểu chập mạch em ạ. Điện nhà mình làm sao đấy? Anh không biết. Thợ đang sửa nhờ. Anh mà biết nó làm sao ấy, anh chả phải gọi thợ đến đâu. Thôi cứ vào đi. Mong bỏ thợ sửa nhanh lên. Mà chỗ kia căn ốc nó đang lỏng kìa. Lấy tô vít mà bạn nó vào. Mà anh ơi, cái này vặn như nào anh? Sao mà đó được? Thợ ông thuê đâu đấy? Cái đấy là cả tô vít à? Thôi người ta không sửa được thì thôi em. Thôi thì thôi. Ông cứ lôi nó về đây. Mẹ cái thằng mất dạy, dám đuổi anh mày ra đây. Ông nào đây nhỉ? Học TikTok à? Đúng rồi. Thế có tiền không? Có, 100 củ đúng không? Được, dắt xe vào trong đi. Mẹ thằng nào mà cứ sai mình nhỉ? Thế có muốn học không? Có. Anh ơi, có thằng muốn học TikTok. Thằng nào? Anh mày đây. Học hành cái này. Thằng kia hết khóa rồi. Có anh quản công nhận. Và mà nó cày thế nhờ. Tại ông ấy. Tại mày đấy. Tại ông ấy. Tại mày thì có. Tại ông ấy. Tại mày ấy. Tại ông tôi tại như mày đấy. Sao mà đó được. Trời đâu. Gọi mẹ lên thế nào. Úi giời, bỏ hại ghê thế. Gọi mẹ xem ra đây. Hôm nay bố lấy lại những gì của bố đã mất. Cái gì mà ngẫu hết nhở? Mẹ xem ơi, hỏng rồi. Hỏng cái gì? Mẹ cho nhanh mai cười kẹp, hôm bố Hải tẩn cho đấy. Bố Hải mày móc lên đòi tẩn cả mẹ, để mày lấy mày xem nào. Cú khét đấy. Cho ba mẹ con nhé, 3 giây, lượn, không thì đừng có trách. Thôi con chuẩn đây, mẹ xử lý đi. Đỡ được trường mày giờ hay nói. Bướng nhở. Sao mà đó được. Mẹ của mẹ này. Nóc nhà là của ai? Muốn có body đẹp này mà khỏe ấy, mà bật được vợ ấy thì phải tập luyện nhá. Gơ. Thế tập đi. Ngươi.
Anh chụp xong rồi ấy, chú nhìn xem nào, được chưa? Được. Thế anh về anh bật vợ nhá. Về bật thử xem nào. Con mấy giá kia, mày ra đây. Mẹ xe đâu nhá? Mẹ xe phải ở ngoài đường bố ạ. Bố quên. Gọi mẹ xe đây bố bảo. Mẹ xe đây bố Hải cho mẹ vào rồi đấy. Mẹ biết mà, bố Hải con thương mẹ nhiều lắm. Em biết mà, anh vẫn còn thương em. Bỏ ra. Gọi vào đi giao hàng, hôm nay sale mùng 5 tháng 5. Đi thôi đi. Đúng rồi đấy, mày làm đấy mà ăn. Cứ nếm dần đi. Giờ đi đâu? Về đâu người ơi, đầu óc của tôi cứ quay cuồng. Mày xem này, có phải đi giao hàng gì nhá? Hôm nay anh chịu khó nhỉ? Anh ơi, đợi em ơi. Thằng ơi, anh đến với em đây. Em ơi, cho anh phòng 23 nhá. Gọi thằng lên cho anh nhá. Anh hàng nghỉ mất rồi anh ạ. Hàng nghỉ rồi ấy em? Vâng, thế bảo chuyển sang quán khác rồi sao ấy. Thế em có biết hàng làm quán nào không? Em không biết anh ạ, à. Anh có gọi máy khác không? Thôi. Anh ấy hát chả đợi em gì. Hàng nghỉ rồi em ạ. Tôi đi về đâu để gặp em. Ngôi sao đào rơi mang đời em xa tôi. Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi. Mà sao con tim ta nào muốn tin. Có, em có tin vào anh, không cần phải nói gì hết nhá. Không, con không học hát đâu. Học hát đi con. Con biết bố tìm cô giáo âm nhạc vất vả như nào không con? Thôi, bố bỏ cái văn đấy đi. Văn đấy là văn gì? Bố nói thật thì con. Bố đưa cô giáo về dạy cho bố gì? Còn cái gì ngay? Thôi, học hát đi con. Con xin. Mẹ ơi, bố đưa con nào về này. Là bệ học này. Có 100.000 mà đòi lút lót à? Mày giúp anh cái này phát nhá. Cái này khó đấy. Này, ngồi tụi anh lại ngủ ngoài đường đấy. Thôi được rồi, để em lắm. Đi đâu đấy em? Thấy anh Hải bỏ điện nhà mình hỏng, anh đến kiểm tra điện. Ừ, vậy thì em vào sửa đi. Mày thế, tí nữa thì chập, may làm đấy kịp thời. Thế à, vậy thì sáng ra chị đánh oan anh Hải rồi. Sao chị lại đánh anh Hải? Sáng anh ấy dấn con nào đến sửa điện ấy, chị tưởng hù hí nên chị đánh cho. Thôi chị vào đi, để em làm nốt. Ừ, vậy em sửa chị nhá, chị vào đây. Xong chưa? Ok được anh. Ok. Alo, Hằng ơi, mai đến diện cho anh tiếp nhá. Anh ơi, anh có cách cứu em rồi. Cách gì vậy anh? Bây giờ chỉ có một cách, em là học viên TikTok của anh ý, thì anh em mình có thời gian ở bên nhau lâu dài nhá. Nhưng mà khóa học TikTok của anh tận 100 triệu thì em lấy đâu ra tiền? Em không phải lo, anh ấy chuẩn bị hết rồi. Ủa, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Em không phải lo, sáng mai nhá, em cầm 100 triệu này cùng với hồ sơ đến công ty nhà anh để nộp, anh nhận học, nhớ chưa? 7 giờ nhá, vâng. Anh vào đây chuẩn bị công việc đây. Ô, cái thằng dạy gái. Bạn ơi, tối nay đi bay nhở? Có tiền đây rồi. Cút. Em đã học được cái gì đâu mà anh đuổi em. Cứ theo hợp đồng mà làm, thấy chưa? Nhưng mà em chưa học được cái gì. Chưa học được cái gì á? Học hay không là do mày. Thôi, thắng nè. Được, em vào em mách chị xem anh thích cái Hằng nhá. Biết ngay mà, bắt thóp được rồi. Em xin anh. Mày mách ai? Hả? Đi học TikTok mà đéo học được gì. Kiểu này vợ về nó đuổi nó khỏi nhà mất.
giờ đi đâu? Về đâu người ơi, đầu óc của tôi cứ quay cua. Sao? Đưa bố hãy chất đấy. Chất á? Chất gì? Bố chỉ cần hết phèn phèn thôi. Thế này đã đủ hết phèn phèn chưa? Bố hết phèn phèn rồi đấy. Thôi mẹ xem lui ra, để bố nó đánh con xe này vào nhá. Kìa mẹ xe lui ra để bố đánh xe vào. Vào thì vào. Khoan. Sao nữa? Không phải là mẹ xen vào. Cho con mẹ ghẻ kia gọn vào. Kìa mẹ không nghe thấy gì à? Con phải phê ai đấy? Đương nhiên là phê mẹ rồi. Ông nghe gì chưa? Bố ơi, con ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì á? Mùi tiền rồi con. Thấy sống mũi cay cay rồi đấy. Nhậu cái chân lên xem nào. Tặng hoa cho mình chắc căn vợ có mưu gì rồi. Cái gì đấy? Bố mới quen à? Tặng bố cái bông hoa này, nay là ngày quốc tế đàn ông như. Mẹ thật, bố có phải đàn ông đâu mà tặng. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Kìa, sao con lại nói vậy? Thôi con treo một tí vậy mà. Sao đừng xúc phạm bố vậy nhá? Vâng, em biết rồi. Nên ngày có tới đâu nghĩa cho anh mạnh khỏe nhá. Chịu khó làm việc nhà nha. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Sao xe lâu thế nhở? Phương, em đi đâu đây? Em đi có tí việc nhưng mà đợi mãi chẳng thấy xe đâu. Mày xe đâu nhở? Cái gì? Châu có hải mượn cái mẹt, đi xe vàng đi. Vào mà lấy, đi nhanh rồi còn về. Cảm ơn mẹ xe nhá. Là định cho mẹ xe rồi. Bố định chở con đồng nát đi chơi gì? Bỏ cái tay ra. Bố chỉ đi con Mazda ghẻ mà thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nay mùng 8 tháng 3 rồi đấy. Ơi em thích hoa gì nào? Loại mà chỉ mình anh có thôi, hay là loại mà các cô bán đây được? Qua cà phê anh đây thì dễ. Tặng mẹ xe này. Mùng 8 tháng 3 qua rồi tặng làm gì? Ơ kìa, mùng 8 tháng 3 ai cũng được quà. Nhưng hôm nay tận 10, 11 rồi, có mình em được quà thôi. Nghe hợp lý nhỉ? Em xin. Mùi này lạ hết nhở? Mùi tình yêu đấy. Không phải, mùi này lạ lắm. Lạ gì? Mùi thơm vậy, ngửi đi nhá. Mùi bánh dạ, thối vãi. Sao mà đó được? Đá bóng nó phải vậy chứ. Bố đi đâu giờ mới về? Bố đi đá bóng. Bố biết ngày là ngày gì không? Ngày bình thường ấy, lâm sao? Sao chăng gì, bố nhìn mẹ đi. Mày không có quà, đừng mơ mà đòi vào nhà. Quà gì nhỉ? Quà 8 tháng 3 thay bố. Nên anh lùi bước về sau để thấy em gió. À, định lùi à, định lùi đâu? À, thôi nhá, bố không vào đâu. Sao mà đó được? Cứ lùi đi, sắp lùi đến bao giờ? Bố sai rồi đấy. Bố lấy quà không vào à? Vào làm cái gì? Bố bây giờ ở đâu cũng là nhà con ạ. Thế thì hỏng rồi. Ông ngủ ngoài đấy luôn đi. Ngủ thì ngủ, sợ gì?
Giờ này ấy, bố ở đâu cũng là nhà. Con nói cho bố biết này, sai cái giáo hội này nhá. Mẹ thế bảo về bố. Bố sai về mẹ bố mất hết. Sao mà đó được? Hoa thơm không? Hoa đâu vậy chị? Anh Hải tặng chị đấy, em thấy hoa thơm không? Hoa thùng răng chả thơm. Thơm nhưng mà mùi hơi lạ chị ạ. Lạ là cái gì? Hoa hồng thơm như thế này bảo lạ. Đây em cho chị xem đây. Sao tối vậy? Đây để em zoom ra cho. Thì ra bảo sao mà hoa mùi nó lạ lạ. Quả này anh Hải toang rồi. Có cái hay xem. Anh Hải ơi, đi chơi không? Người già. Thôi, biết rồi, không có xe ở nhà đâu, không phải diễn nữa. Trêu tí. Còn này gì nữa? Xíu. Xíu nhá. Xíu. Chốt xíu. Chốt. Khỉ giả. Cậu trước xỉu rồi, cậu này đi đây. Lấy xỉu trước em ơi. Đưa đây. Tài, ai in. Thôi, xỉu rồi. Mày nói cái chó gì vậy? Con lợn này. Ngon đấy con. Lông này lông đẹp gì mà dài này. Bố để con. Mẹ mẹ tẩy lông anh đi. Mẹ xin. Ngày hôm sau. Bố lên con. Ok con. Ngày ngon đấy. Cái gì đây? Chắc là lông nách để bố ạ. Thế mày xem tẩy lông nách chưa? Tẩy rồi, đây. Thế lông gì để bố? Này mới tẩy lông nách vào được không? Trộm cắp quen thân đi. Đi. Lên đây. Chết chưa, ai bảo hôm qua không trả lợn cho con. Đi đây. Ừ, ngon thế nhỉ. Khoan, bà đi ăn lông của cháu ạ. Bà thèm quá cho bà xin miếng đi. Không, của cháu mà. Cho bà một miếng xong bà đổi mít cho nhá. Mít của cháu đây. Mày bè cái mồm thôi. Anh Hà đâu rồi? Nhiều đâu rồi? Tại mày ấy. Anh
ơi.